xuống lại rồi. Hỗn hợp A gồm hai te đơn chất là đồng phân cấu tạo và điều chứa vòng hydrogen. Đốt cháy hoàn toàn M game cần vừa đủ 8,064 lít oxy, thu được 14,08 gam CO2 và 2,88 gam nước. Đun nóng M game với dung dịch NaOH dư có tối đa 2,8 gam NaOH phản ứng và thu được dung dịch T có chứa 6,62 gam 3 muối. Khối lượng muối của axit carboxylic trong T là bài này sau này mà muốn sửa lại dành cho những đứa học chương trình mới á, là sửa lại thể tích khí oxy là một, đúng không? Sửa lại là axit carboxylic là phải viết theo tiếng Anh. Axit carboxylic ACAD. Đúng chưa? Carboxylic là cũng là viết lại chữ C thành chữ R. Và làm ra giải vậy. Không gọi theo tiệm cận quốc tế. Đọc là base. Base. Hồi xưa ông thầy cô đọc là base. Muối răng vừng, muối thành natri. Muối thì đọc bình thường. Natri chloride, sodium chloride. Rồi đã tác dụng NaOH đọc là sodium hai oxide đúng không? Thôi đọc NaOH cho nó nhanh. Phức tạp. Bây giờ nãy tay là gì? Đơn chất, à đơn chất lộn, đồng phân. Đồng phân là sao? Hơn kém nhau sẽ thay. Cái gì? Đồng phân mà hơn kém nhau nhiều nhất sẽ thay. Đồng đẳng chứ. Đồng đẳng chứ. Tới đồng phân mà. Cùng công đức. Cấu tạo bấm chất luôn. Cùng công thức có tạo đúng không? Cùng công thức có tạo đúng không? Cùng công thức phân tử á. Cùng công thức phân tử á. Cùng công thức phân tử á. Cùng công thức phân tử. Nó nói rồi mày gờ đến nước không xem chứ là ai vua theo rồi đó. Không, em nhớ là từ từ đồng đẳng là hơn nhóm một nhóm hơn nhóm rồi nhóm rồi siêu tốc đồng phân là cùng công thức phân tử rồi chứa vòng hydrogen. Bây giờ chứa vòng hydrogen là có khả năng phát sinh là este của phenol ấy, đúng không? Đúng chưa? Este mà tiếng Anh biết là thêm chữ R sao nữa. Bây giờ đốt cháy, thấy đốt cháy te không? Dạ có. Hai te cùng công thức phân tử được coi như một cái te chưa? Dạ rồi. Công thức đó là gì? Xỉ. Mà cô viết phương trình mở đốt cháy luôn nha. Xỉ khác gì? HIO2. Rồi cộng mấy lần oxy nữa con? Mấy số mol bao nhiêu? Bây giờ điều kiện tiêu chuẩn là 8,064 chia 224. Nhớ nha, lứa sợ đời sau mà xem lại này á, là vui lòng là điều kiện tiêu chuẩn ở đây là không còn là 24 lít nữa rồi, 24,9 lít nha. Nhiều. Không phải 36. Không phải 36. Bởi vì điều kiện của mình ở đây là điều kiện chuẩn là 0 độ C và áp suất là 1 ATM. Còn điều kiện tiêu chuẩn của chúng nó sau này sẽ là gì? 25C, áp suất 1,3. Đúng rồi, CO2 mấy mol? CO2 là vậy. Không biết 32 cô. 14,8 chia. Dạ 14,8. 14,8 chia cho 44 là 0,32. Rồi nước mấy? Là 2,88 chia 18 là bằng 0,16. 0,16 mol. Rồi. Thôi bỏ đi. Bỏ cái phần chia chia đi. Tự tính. Cái đó là tự tự. Rồi, được chưa? Nãy giờ trình bày vậy là ngon lành rồi. Rồi. Dùng nguyên tố bảo toàn carbon, bảo toàn hydro. Rồi, đúng rồi, cái bên mấy vậy thì trong A, trong A có C mấy? 0,32 mol. H mấy? 0,32. Lấy 0,16 nhân 2 đây là 0,32. O mấy? O là 0,4. O là bảo toàn oxy luôn cho nhanh nha. 0,32 nhân 2 cộng 0,16 từ 0,36 nhân 2 chia cả 2. Không mới chia 2. Cô tính oxy theo bảo toàn oxy hai vế mà. Thì coi như mình chia 2 thì mới chia 2. Trong cái xe đâu cô đâu có bảo toàn theo không, số mol đâu. Không biết được oxy trong S là bao nhiêu. Đừng chắc mà. Rồi nếu tụi con bảo toàn thì cô đặt số mol đây là amon được chưa? Thì chỗ này mới là 2A chứ. Vô đây là A chứ. Vì đang chia 2.
là 2A bằng chứ. 2A cộng cho cái nớ rồi trừ cho cái nớ rồi. Bảo toàn oxy nè. Là mình có 2A là cộng cho cái anh chàng đây nè. Không phải 32 nhân 2, thôi cô tính theo ý của tụi con nói đi. Cô là cô ứng trừ cho nó nhanh mà nó không chịu thôi. Em rồi vậy ra không mấy? Em hiểu cô nói 04. Không phải 04 à? Không phải 04 cuối cùng nhưng mà cũng nhân 2 thôi. Nè. Vậy làm răng tính số carbon đây. 0.08 nữa. Số carbon là x bằng mấy? 0.32 lấy C chia số mol hợp chất. Số mol hợp chất là 0.4 nha. 8 bằng 8. Số hydro mấy? Vậy là đó cái bài mình chưa hỏi rồi. Câu đó làm rồi, câu này làm rồi. Nhưng mà bây giờ thôi đừng 6 phần phân nữa. Rồi. Bây giờ coi số mol của thằng đi bao nhiêu? 0.4. Số mol của em ấy? 0.4. Có rồi. Số mol nào hát mấy? 0.07. 2.88 chia 40 là em là ngày cái ghé mà dập chân tao mới tới cùng chuyện ở đây ha. Là tỷ lệ là tới. Rồi. Số mol này là hỗn hợp NaOH chia giải tay là mấy? N số mol NaOH chia tỷ lệ chia số mol của A là bằng mấy? 0.07 chia 0.04 là bằng mấy? 1.75 nghĩa là đang hè. Ở mua mà sắp chia hai cuốn gì? Sắp chia hai ở đâu? Tôi có còn bên xe. Một mình nhớ là cái này. Một cái là có vợ, một cái là vòng bên xe nối trực tiếp vào COH, còn một cái một CO, còn một cái là không nối trực tiếp luôn. Nghĩa là hai tay đều đương chức, nếu mà đương thông thường á là sẽ tác dụng nào á thì tỷ lệ một bầu. Nếu cả hai tay đó mà đều lấy tay của phenol thì nó tác dụng nào á thì tỷ lệ một. Ngoài nhưng đây là tỷ lệ nó chưa tới hai mình lại lớn một. Chúng ta lập một cái đúng rồi. Rồi đấy chúng ta sẽ suy ra là A gồm một este thông thường còn một este của đều là đơn chất hết nha. Rồi đều là đơn chất hết nha. Rồi bây giờ làm răng đây 2.8 2.8. Rồi bây giờ chúng ta có nè, A là este thường nè. Thứ hai là este phenol nè. Cộng với mấy đây? Thằng thường đi là cộng 1 NaOH. Thằng đi là cộng 2 NaOH. Thằng trên đi là ra gì? Thằng đi là cho ra rượu. Muối cộng rượu. Thằng đi. Muối. Muối của phèn, muối pha non, muối pha non, muối pha non, còn nước à, muối axit, muối của thôi vi tắc là muối axit, là không phải muối axit kia đâu ai. Còn cái này là muối gì, muối pha, muối pha non. Rồi muối axit có một xịt vô mà để yêu cầu sao, để yêu cầu sao thu được 3 muối, thu được 3 muối để nói, để xét thu được 3 muối. Thu được 3 muối thì nghĩa là răng hè. Thu được 3 muối là có nghĩa là răng. Rồi có muối muối. À có nghĩa là có công thức nữa, có nghĩa là công thức nó sạch. Nghĩa là hai cái muối axit này phải khác nhau. Hai muối axit này phải khác nhau đúng không? Hai thằng kia là phải khác nhau. Hai thằng nó phải khác nhau. Còn cái muối phenol đương nhiên khác hai thằng kia rồi. Khác rồi. Còn không khác nó làm chi nữa, không khác được ra mà. Hai bản chất muối khác nhau mà. Dạ. Yeah. Cho nên hai ta không cùng gốc axit. Không cùng gốc axit. Rồi. Không, rồi, giờ làm răng. Giờ làm kia mà lỡ một mình muốn rồi. Thế. Thì tính mạch trung bình. Rồi, đồng ý này, số mol A nè. Tính mạch trung bình. À, đặt A làm chi à? Thôi, lơ đẹp cái A trên kia đi nha. Cái là bảo toàn. Để A nè. Bảo toàn nào hát thì làm chi? Để tính được số mol của nó là chi đâu là chi ra. Thôi mệt quá. Bộ tính khối lượng trung bình. Từ đi đã mà. Bộ cái này 2B nè. Giả số mol mà muối đi cả. Số mol muối là 0.4 luôn. Đúng rồi. Thằng đi A nè. Thằng đi là B. Thằng đi B. B. Rồi. Rồi nói nha. A cộng 2B là 0.4. A nè.
A cộng B là 0,4 là số mol tê nè. A cộng 2B là bằng. Rồi. Dạ, hàng mấy đi, hàng mấy? A bằng 0,03. A là 0,1. B là 0,3. Rồi. Điểm ra. Dạ nè, giờ không biết nữa. Giờ ráng à. Giờ mình ghép muối đúng không ta? Giờ con không thích muối đâu mà ghép. À, con ừ. Giờ đi tìm hết. Giờ tìm ra con này. Dạ thì cô đi tìm, ý là tính con cho khối lượng 3 muối là 6,62 gram. Thì tính khối lượng muối trung bình. Được ta? Mà trung bình của muối à? Dạ mà trung bình của muối. 165 được. Rồi, sao làm coi nữa thì coi có phê non rồi, có một thằng có phê non rồi. Bây giờ là điều đầu tiên là các con suy được công thức của rượu được không? Thì được. Được mà. Bây giờ, cái tính bây giờ nè, con có con dùng bảo toàn khối lượng. Con dùng bảo toàn khối lượng con có tính được rượu. Hả? Rượu không? Thì được. Nhưng mà chỉ biết cái khối lượng của khí bằng. Không, dùng bảo toàn mà tổng ba khối mình biết rồi. Mình ra được cái rượu là mình sẽ ra được công thức của ép tay thường nè. Đúng không? Bảo toàn khối lượng coi nè. Có chứ, khối lượng 2 tay là mấy? 5,04. 0,04 nhân mà lớn của thằng 2 tay luôn, tổng luôn đi 2 tay thì cũng thức phân tử mà. Là mấy? 5,04. Mà lớn rồi nó là mấy? 1,36. Nhân 1,36. Cộng này AOH là 2,8 chứ. Muối là 6,62 gram. Đúng không? Đúng không? Muối là đúng rồi. Rượu là gì? Rượu là số mol A biết rồi nè. Rượu là chúng ta sẽ có R cộng 17. Rượu đơn chất mà, hay tan chất. Nhân số mol của nó là 0,01. Cộng nước là gì? Rượu ni bê chứ. Nước là 0,03 nhân 18. Rồi từ đó tính được R bao nhiêu không? Được. R ra được mấy? Mình ra được cái gốc rượu của ấy tay thường là mình sẽ thi được thằng kia chứ lo chi. 91. Hả? Tôi sợ 91 kiểu vậy. Em là 99. Em là 99 kìa. Đã là 99 thì cô Phật mới tổng 91 đó không? Tôi hơi sau này cho x còn cho 17. Tôi từ 16,1, 17 rồi nhân cho 0,001. Cộng cho 0,3 nhân cho 18 bằng 91 là 91. Dữ vậy. Bất ngờ chưa cô? Bất ngờ chưa bà già đi. 0,04 nhân 1,36 cộng 2,8. Cái thằng nhỏ học Vườn Hải học lên lớp 11. Mỗi lần làm xong bài kia là bắt đầu nhìn cô là bất ngờ chưa bà già? Dữ vậy. Hợp lý cô. Hợp lý. Mốt cái. Mốt cái. Mốt cái. Hợp lý mà cô. Ôi. R bằng 91, 91. Thôi giờ. Xe máy này, xe máy này. Xe 6 hấp 5. Xe 6 hấp 5, xe hấp 2. Rồi xe hấp 2. Là xe máy. Từ xe 6 hấp 5, xe hấp 2. Có đề lấy 91 chia 12. Xe 7. Là ra xe 7. Cũng mệt nước quá. 91 trừ 12 nhân 7. C7 H7. Ấy ra cô không lấy chứng ở đi. C7 H7 đúng không? Đúng. Quá không có U. Là cái gốc thôi mà. C6 là C2 U hả? Cái cũng thích chung thôi. R mà. Được chưa? Rồi. Bây giờ vậy thì cái anh chàng ấy tay thường sẽ có công thức là gì? Là COO. Cái xe 7H7 nè. Đúng chưa? Cũng ghi. Đúng cái gì nữa. Mà cái công thức này là viết lại là thành cái gì? CH3 COO CH2 C6H5. Mà nó có 9 xe luôn. Hả? C7H7 rồi. À C7H7. Ồ vậy chỗ này là hát thôi chứ. Thiệt, đứa muốn nói với cô hát cái cô đi theo hắn. Ngồi dài. Ok chưa?
đúng không? Rồi thằng đi mà hát CO thì cái thằng kia có còn là hát CO không? Hát tay kia là gì? Hát tay của phenol sẽ là gì? Là thằng lấy tay phenol là ít nhất là sau nếu gọi là 6C nè. Đúng không? Hắn là 6C, bắt buộc cái vòng men gen là ít nhất 6C. Đúng. Đúng chưa? Mà cái gốc axit của thằng trên đi là HCO rồi nè. Là nó không được phép giống thằng CH3CO. Nó không được phép giống cái thằng thằng trên đi, vậy thì hắn là thằng nào? CH3CO. Ừ. Vậy thì hắn bắt buộc có phải là CH3CO ít nhất vậy. Vậy thì thằng đi coi sẽ còn chỉ còn lại là H. Yeah. Đúng không? Đúng cái gì nữa? Sao rồi đang nữa? Đó. Bây giờ để nói gì đó? Thằng đi là không biết con 3 môn này. Thằng đi là không biết con 2 môn này. À, không biết con 1 môn này. Để yêu cầu làm chi? Khối A, tụi con đi thi giữa kỳ, học kỳ có tự luận nha. Khối lượng muối, acid carboxylic trong tên là ở có số môn rồi bắn gì? Rồi, khối lượng muối. Thông báo với cô là 16 đến 12 thì họ hát được. Ờ, cô biết rồi trời. Bị sớm rồi cô. À nào nào, khối lượng muối acid carboxylic là gì? Em biết rồi, ta chế một bài. Nè, khối lượng muối làm răng tính đây. HCONA với CH3CO. Ừ, là HCONA và CH3CONA. HCOANA là mấy môn? 5.41. 0.01. Thằng đi là 0.03. 5.41 mà 5.41. Không có quả à? Còn lại đi. Còn 5.44 mà mấy. Như có. Có 3 cái mấy thôi à? Hay là bình sai. Đây. Thằng kia mấy? 0.01 nhân số tốn. Cộng 0.03 nhân số he. 3.14 cái bấm cái kiểu gì đó thằng nhỏ kia. Wow, anh chị. 10 điểm gì? 10 điểm ghê luôn. Không biết đâu. À đúng rồi, cô có tự luận sai không biết năm cô em tính sai khối lượng.